Xin chào các bạn nhé. Quê mình đang mưa rất là to. Hôm nay mình với bố mình sẽ đi cắt một cái cọ để lấy cái ngọn của nó ăn hay là cái nõn của nó ấy. Còn mình lấy về sẽ ăn nấu món ngọn cọ, nấu thịt gà. Đấy, Út thì nó bận đi bò nên là mình nhờ bố mình làm cùng. Lúc trước nhà mình trồng chè để lại tưởng nó nhỏ, sau càng lớn thì cắt cái chè nó vướng nên là phải cắt bớt bỏ đi. Mấy cây này là có con sâu nó đục vào đây rồi này. Đây này. Đấy là thấy mình nó chạy hết vào trong này. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Mấy hôm nữa thì bọn mình sẽ có đầy cái con nhộng của nó đấy. Đây này, nhiều lắm. Mới chặt có mấy hôm thôi mà đầy đây rồi này. À, hôm nay có sẵn cái cưa máy của mấy anh em khai thác đồi ấy. Họ để ở đây là mượn ra để cắt cái ngọn của nó. Ngọn cỏ này còn hay để lợp lợp nhà nhưng mà bây giờ ít. Đa phần thì lợp chuồng lợn, chuồng gà thôi. Mấy cây kia cắt rồi bố? Cắt đi chơi đồ quá. Không cắt được. Nhiều gai. Ngày này mấy lần hái chè toàn vướng. Chưa được. Cụt rồi nhưng mà là nó còn nặng. Đấy, mai kia cái con bọ đó lại đục hết vào kia kìa. Đấy quá. Già quá. Già quá bố. Mưa không ngớt. Đấy, bố mình phải cắt bớt vì sợ nó già quá.
Đây hẳn một cục như này nhưng mà nó nặng, chắc phải chém bớt đi. Cách ngón được rồi. Cái gì mà cái nước nghe thổi ở đó. Cái kia cũng thằng nó có luộc mà nó không luộc. Có ở trên không chị? Ừ, nó ăn ở trong này nè. Ba cái lưỡi trong này nè. Không đây ạ. Con sâu á? Chưa có con ạ. Chắc phải mấy hôm nữa nó mới có. Nó đã ăn trong này. Không có đâu. Cái này tí ăn. Ừ, tí ăn mà. Tôi nấu thịt gà. Cô ăn không? Bổ nhá. Ông cháu con ông phải ông đập của con. Không đập của con nhá. Ông ơi, sẽ có con sâu ở trong này không nhá. Ừ. Xem thử có không nhá. Chém 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 trong này á. Ờ. Xem thử xem có trâu không. Ơi con làm được á. Ờ con nhỏ nhá. Uống nhá. Uống nhá. Uống nhá. Ăn nước chai nha, nước chai trong làm chứ. Luôn. Đấy con bỏ tay con bỏ tay nó làm luôn. Ông có một tầm. À phải chứ. Thế là bóc đi nó còn có nhỏ tí thôi nhỉ. Ăn lên nào. Vỏ nó cũng nhiều chứ nhỉ. Ây da. Chết quá cua. Đây ăn hẳn cái củ này. Ăn nó ngọt mà. Không ngon à. Ngon không? Ôi như kiểu kẹo mút đấy. Kẹo kẹo mút đấy. Đây nó như kiểu kẹo mút đây. Ôi con như con mùi. Kẹo mút đây. Đây ăn nè. Ăn cái này ngon ngon. Ngon à. Đấy con ăn đi. Đây bây giờ nó còn có nhỏ tí này. Tối nay nhà mình tí nữa nhỉ. Mình sẽ thái để ngâm muối cái này, này. Phần này cũng non. Bây giờ ăn sống cũng được. Ngon. Đây, cái này non mà. Non ăn non. Mình ăn thử nha các bạn nhé. Ăn thử xem ngon không nhá. Trắng như kiểu cái dừa ấy nhỉ. Ông kêu bị bẻ lại nó là thái bị bẻ được. Quên cái này ngon quên này. Cái này mới là ngon. Tròn ngon. Cầm cả khung lô ăn luôn. Ăn này. Ngon không? Ngon rồi, tuyệt vời. Chị đâu? Cầm mấy mất. Đây các bạn ơi, cái nào non lắm này. Cái nào cực kỳ non luôn. Để bố ăn với. Anh ngồi muối ăn nữa. Nha, cho bố ăn với.
Đi nào. Chung nhau chứ. Anh muốn muốn ăn nữa. Đâu, cái này là cái lá nó lên này. Đây này cô này. Này cái này ăn. Ngon ngon. Bạn nhà bố đi. Nặng à? Nặng. Sau khi mà bóc cái phần già đi ấy thì là nhà mình chỉ được còn bao nhiêu thôi. Là toàn bộ con non. Bây giờ mẹ mình sẽ thái để ngâm qua nước muối là đỡ chát tối để ăn. Cái này chắc không chát đâu vì nó non quá thôi. Ui, bị gặm mấy vết răng này. Những răng chuột đấy nhỉ. Rồi bây giờ thái đi, mẹ thái đi. Nào, đưa đây cho bà chặt cho. Vỡ tay á. Đừng có rơi vỡ chậu con. Rồi bỏ xuống, bỏ xuống. Cái này thì ngon nhất này. Đây lá của nó, lá non. Lá non của nó. Ăn cái này cho cái sữa dưới này mới dài. Dạ, để bỏ. Cho mà chín nữa con gì ở con. Cái này không lấy cái chỗ này nữa ra. Con ngâm mình nó thơm. Mát quá. Vừa để ra một tí đã thơm rồi, mình sẽ ăn cái lá, ăn một miếng cái lá này nữa. Lá này ngon nhất đây, nhưng mà tí nấu sẽ bị nhừ nhanh. Ngon thật đấy. Ăn chưa? Ăn lá chưa? Cô ăn chén bà. Này, cái này cũng bỏ khá nhiều đây mà. Này. Cái này cứng rồi. Cái này tí vứt cho mấy con nhím ăn mẹ. Bây giờ rửa để ngâm nước muối. Đang nấu thôi. Đây bây giờ mình đi bắt gà. Út vừa đi thả bò về. Trời nó đang tạnh rồi. Nó chui về đấy rồi à? Nào xem nào. Chui ở đây nó mà. Tìm đi vào. Trong này. Nó bay từ đâu sang đấy đó? Bay á, phát từ bên kia sang đây luôn. Sẽ làm món gà nhảy các bạn nhé. Ui tắm rồi. Mộn gà. Sao nhiều nấm thế? Mộc nhĩ chứ quên, không phải nấm. Cái này ăn được chứ bố? À, thế để nắng để phơi. Làm nem mà. Đây, sẽ nấu con gà này các bạn. Cái loại gà này là gà di nên nó nhỏ thôi. Có khi là đẻ rồi ấy, sắp đẻ rồi ấy. Nhiều mò thế. Này chắc chỉ được 1 bát loa thôi nhỉ. Loa thế nào? 2 bát loa. Dạo này các bạn ít thấy Út nhà mình trên video bởi vì Út dạo này phải đi khai thác gỗ. Chắc khoảng mấy hôm nữa mới xong Út nhỉ? 3-5 hôm nữa. Tầm 3 đến 5 hôm nữa mới xong. Thì bọn mình sẽ lại đi rừng một chuyến nhỉ. Đi đuổi chuột.
chờ vớt ra. Cái nhựa hết rồi, ủa nhiều quá nhỉ. Đóng nửa thôi. Bỏ cái củ này đi. Nhà này sau khi ngâm thì cái nước màu đỏ đỏ nó ra hết đây. Nước chát. Cái nước chát của nó tầm này thôi. Ừ. Sợ đủ không? Đủ. Để bọn mình nấu bấy nhiêu thôi. Út bạn nấu bấy nhiêu này. Ăn hết rồi. Đấy, vớt cái ngọn là nấu. Cái này lấy già non đấy. Thì nó bở như cánh quạt này. Cái đấy là lá của nó mà. Quạt. Út rửa rồi, bây giờ nó trắng phau như này luôn. Chắc phải chín thịt gà thì bọn mình mới cho vào. Cái này phần lá này, cái này phần củ. Nói là củ thôi nhưng mà nó hình dạng như cái củ thì mình cứ gọi là củ thôi. Cái này hơi già tí. Đây. Một rổ tử tế. Cọ. Được một nồi luôn. Nhưng chắc tí nó cũng ngót nhiều đấy Út ạ. Tưởng nó phải ngót như rau chứ. Đổ nước vào là. Cái cọ này á? 30 phút cơ á? À, thế bọn mình đậy vung đun. Đợi tí nữa chín là ăn thôi các bạn ạ. Hôm nay trời mưa nên là ở nhà cả nhà nên là ăn sớm thôi. Bây giờ là nhà mình ăn cơm. Thì các bạn này Út cho cả một miếng xương lợn vào đây rồi. Rồi xơi ra để ăn thôi. Ngọn cọ bở này. Ngoài đấy nó. Đây được 4 loa các bạn. Một loa đây, một loa đây, một loa đây. Một loa Út đang xơi nốt nữa. Để đây. Cho Út đựng. Mời các bạn ăn cơm với nhà mình đi. Hôm nay có cả lòng lợn này. Mẹ mình mới đi ăn đụng về. Đây miếng cọ. Đưa anh ăn miếng đấy nào. Bỏ điện thoại đi sẽ hơi tối đúng không? Lá nó bở như này. Ngon hơn. Cô đây cô ăn nhai xương à? Nhai xương lợn à? Ăn gạt màu xương lợn rồi đây. Chia nhau à? Ăn đây. Cô ăn hết của Út luôn à? Ừ. Còn vừa áo đẹp vừa ăn ngon nhờ. Các bạn ăn cơm nhá. Có một cái nhà ăn cơm. Đây nhà mình ăn cơm đây các bạn. Hôm nay nhiều thức ăn quá nhỉ. Đây củ của nó này. À, ăn miếng to thế. Đây mình sẽ kẹp hai miếng này ăn với nhau. Hơi to đấy. Thơm như khoai sọ ấy. Kém thêm một tí măng ớt nữa để ăn càng ngon nữa. Cái món này rất là ngon thì các bạn nên nấu thử để ăn. Nấu xương cũng được nhỉ. Thế mẹ mình bảo là xôi cũng được. Ngon như nào. Ngon không? Sườn à? Chẳng biết mình xin thế nào á. Ăn ngon lắm. Lâu. Rồi. Không chạy. Không chạy áo. Đây là cái lá của nó qua này. Ngon à? Ngon đẹp. Ăn thêm cái này vào. Ăn thêm à? Ơi, đúng rồi. Ăn củ khoai sọ. Nó chả khác gì khoai. Ăn thêm này à? Ăn chưa không? Chẳng biết mình xin giờ nào nữa. Đánh nặng này. Đây. Thì là hết cái cọ đấy. Út còn bảo nấu ít thôi. Thằng mình dừng máy để ăn cơm đó các bạn. Ngon
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé. Uống nước đỏ, nước trắng thôi, nước trắng nha.